Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, nằm trong khối khí lạnh suy yếu với trường gió đông đến đông nam liên tục đẩy ẩm vào đất liền, nên trong đêm nay và ngày mai, toàn Bắc Bộ được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trời nhiều mây, nhưng mưa thì chỉ xuất hiện một vài nơi, sáng sớm sẽ có sương mù nhẹ. Đến trưa chiều mai, Bắc Bộ giảm mây trời nắng. Nhiệt độ trong đêm nay và ngày mai ở các tỉnh miền Bắc tiếp tục có xu hướng tăng thêm. Mức nhiệt cao nhất ngày mai trên toàn vùng sẽ dao động trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Với các tỉnh miền Trung, trong đêm nay và ngày mai cũng chỉ có mưa rào và dông, cục bộ tập trung trong đêm nay và chiều tối mai. Riêng đối với khu vực phía Nam, vùng từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, do chịu ảnh hưởng của nhiễu động từ ngoài biển vào nên sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Còn ban ngày, từ Thanh Hóa xuống đến Bình Thuận đều có được thời tiết nắng ráo. Nhiệt độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế sẽ dao động trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn đối với khu vực Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ sẽ phổ biến ở ngưỡng từ 32 cho đến 34 độ. Ở phía Nam, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong đêm nay sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Còn sang ngày mai, ở hai khu vực vẫn có được thời tiết nắng ráo. Chiều tối mai có mưa rào và dông nhưng chỉ xảy ra ở một vài nơi. Nhiệt độ cao nhất cho ngày mai ở Nam Bộ sẽ phổ biến ở ngưỡng 31 đến 34 độ, còn Tây Nguyên duy trì mức nhiệt là 29 đến 32 độ. Trên biển, đáng lưu ý là ở vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vùng vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, nên các tàu thuyền khi hoạt động trên các vùng biển này thì cần hết sức lưu ý. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.